Tủ sách áo lam xin chào đón chư tôn đức cùng quý vị đạo hữu trở lại với kênh đọc sách Phật giáo của tủ sách áo lam. Hôm nay chúng ta sẽ đọc tiếp cuốn Phật giáo sử luận do tác giả Nguyễn Lang tức Thiền Sư Thích Nhất Hạnh biên soạn. Kính thưa chư tôn đức cùng quý vị đạo hữu, tủ sách áo lam chúng con phát nguyện đọc và hoán chuyển gần 2.000 cuốn kinh sách Phật giáo thành dạng sách nói tức audiobook. Chúng con kính xin quý ngài ủng hộ tinh thần và yểm trợ cho chúng con bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ những đoạn video như thế này đến với mọi người. Chúng con không ngại bỏ công sức ra làm việc, chỉ ngại làm xong mà không có người nghe, xin quý vị trợ lực cho chúng con nha. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đọc sách nhé. Chương 10, Trần Thái Tông, năm 1218 đến năm 1277. Tuổi trẻ và chí nguyện học đạo. Trần Thái Tông lên ngôi vua hồi 8 tuổi, từ đó về sau chỉ cư trú trong cung điện. Bài tựa sách Thiền Tông Chỉ Nam cho biết vua tự mình học Phật theo lời khuyên nhủ của Trúc Lâm Quốc Sư. Nhưng sức học Phật của vua đã đạt tới trình độ rất thâm uyên. Những đau khổ nội tâm mà vua đã chịu đựng trong thời trai trẻ hẳn đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy vua quyết tâm học Phật và tu tập thiền đạo. Năm Thái Tông lên 20 tuổi, Hoàng hậu là Chiêu Thánh Lý Chiêu Hoàng mới 19 tuổi. Vậy mà Trần Thủ Độ ép Thái Tông phải bỏ Chiêu Thánh để cưới người chị của Chiêu Thánh là Thuận Thiên. Lúc bấy giờ đang là vợ của anh mình, tức Trần Liễu. Thuận Thiên lại đang có mang. Sở dĩ Trần Thủ Độ làm như vậy là vì trong lòng nôn nao muốn Thái Tông có con ngay để đảm bảo sự liên tục của dòng dõi gia đình thống trị. Thuận Thiên đã có mang, nếu Thái Tông lập Thuận Thiên làm hoàng hậu thì chắc chắn trong vòng mấy tháng sẽ có được một người con. Hẳn nhiên là Thái Tông phản đối kịch liệt việc bị ép buộc phải bỏ người yêu để cưới người vợ đã có mang của anh ruột. Nhưng Trần Thủ Độ có nhiều uy quyền quá. Thái Tông không có cách nào ngăn được ông ta. Chiêu Thánh bị giáng xuống làm công chúa. Công chúa Thuận Thiên, vợ của Trần Liễu, được lập làm hoàng hậu. Trần Liễu phẫn uất, liền giấy binh nổi loạn. Việc xảy ra vào tháng Giêng năm Bính Thân, 1236. Mang nặng tâm tình khổ đau và đối phó với tình trạng căng thẳng đó, người con trai 20 tuổi kia không thể nào chịu đựng được nữa. Vào 10 giờ đêm ngày mồng 3 tháng 4 năm ấy, vua bỏ ngai vàng ra đi. Tìm lên đỉnh núi Yên Tử. Vua đem theo 7-8 người tùy tùng, đi bằng ngựa. Vua nói rằng đi để nghe dư luận dân gian mà thực sự biết được lòng dân để dễ bề trị nước. Sang sông, đoàn người đi về phía đông. Lúc ấy vua mới nói rõ ý định đi tu với mấy người tùy tùng và bảo họ ra về. Mọi người đều ngạc nhiên và khóc lóc. Vào khoảng 6 giờ sáng hôm sau vua đến bến đò Đại Than ở núi Phả Lại. Trời đã sáng, sợ người nhận ra. Vua liền lấy vạt áo che mặt mà qua đò, rồi theo đường tắt mà lên núi. Đến tối, vua vào nghỉ trong chùa Giác Hạnh, đợi đến sáng lại đi. Chật vật trèo lội, núi hiểm suối sâu, con ngựa đã yếu không thể lên núi được nữa, vua phải bỏ ngựa vịn vào tảng đá mà đi. Khoảng 2 giờ trưa mới đến chân núi Yên Tử. Sáng hôm sau, vua lên thẳng đỉnh núi và vào tham kiến vị đại sa môn là Trúc Lâm. Thấy Trẫm, quốc sư mừng rỡ. Người ung dung bảo Trẫm, lão tăng ở chốn sơn giã đã lâu rồi, xương cứng, mặt gầy, ăn rau răm, nhai hạt rẻ, uống nước suối, vui cảnh rừng đã quen, lòng nhẹ như đám mây nổi, cho nên mới theo gió mà đến đây. Này bệ hạ bỏ địa vị nhân chủ mà nghĩ đến cảnh quê mùa rừng núi, hẳn là muốn tìm cầu gì ở đây cho nên mới đến, phải không? Trẫm nghe lời thầy hỏi, hai hàng nước mắt ứa ra, liền thưa với thầy rằng, Trẫm còn thơ ấu. Đã sớm mất mẹ cha, chờ vơ đứng trên sĩ dân, không có nơi nào nương tựa. Lại nghĩ rằng sự nghiệp đế vương đời trước hưng phế bất thường, cho nên Trẫm mới vào đây, chỉ muốn cầu thành Phật, chứ chẳng muốn tìm gì khác. Thầy đáp, trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm ta. Nếu tâm lắng và trí tuệ xuất hiện, đó chính là Phật. Nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy thì tức khắc thành Phật ngay tại chỗ, không cần đi tìm cực khổ ở bên ngoài, bài tựa sách Thiền Tông Chỉ Nam. Ngày hôm sau, Trần Thủ Độ đem các quan lên núi Yên Tử đón vua về kinh. Vua nói, Trẫm còn trẻ tuổi chưa cáng đáng được việc nặng nề, thì phụ hoàng đã vội lìa bỏ, sớm mất chỗ trông cậy. Trẫm không dám ở ngôi vua nữa mà làm nhục xã tắc. Thủ Độ nài nỉ 2-3 lời vua vẫn không nghe. Thủ Độ liền bảo mọi người, vua ở đâu thì lập triều đình ở đó. Nói xong liền cắm nêu trong núi, nói rằng chỗ này là Điện Thiên An, chỗ kia là Gác Đoan Minh. Và sai người xây dựng. Thiền sư Trúc Lâm thấy thế mới tâu vua, xin bệ hạ hãy gấp về kinh sư, chớ để làm hại đến núi rừng của lão tăng. Vua bèn về kinh, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư.
Thái Tông viết xong bài tựa Thiền Tông chỉ nam, thấy chấm, Trần Công thống thiết nói, tôi chịu lời ủy thác của tiên quân, phụng sự nhà vua trong việc làm chủ thần dân. Nhân dân đang mong đợi bệ hạ như con đỏ trông đợi cha mẹ. Huống chi ngày nay các vị cố lão trong triều đều là họ hàng thân thích, sĩ thứ trong nước ai nấy đều vui vẻ phục tùng, đến cả đứa trẻ lên 7 cũng biết nhà vua là cha mẹ dân. Và lại Thái Tổ vừa mới bỏ tôi đi, hòn đất trên nấm mồ chưa ráo, lời dặn dò bên tai còn văng vẳng, thế mà bệ hạ đã lánh vào chốn núi rừng ẩn cư để cầu thỏa lấy ý chí riêng của mình. Tôi dám nói rằng bệ hạ vì sự tự tu cho riêng mình mà làm vậy thì được, nhưng còn quốc gia xã tắc thì sao? Nếu để lời khen suông cho đời sau thì sao bằng lấy ngay thân mình làm người dẫn đạo cho thiên hạ? Bệ hạ nếu không nghĩ lại, quần thần chúng tôi cùng thiên hạ sẽ xin cùng chết cả trong ngày hôm nay, quyết không trở về. Trẫm nghe Thái Sư và các quần thần bô lão đều không chịu bỏ trẫm, cho nên mới đem lời Thái Sư mà bạch lại với quốc sư. Quốc sư cầm tay trẫm mà nói, phàm làm đấng nhân quân, thì phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, và tâm thiên hạ làm tâm của mình. Nay thiên hạ muốn đón bệ hạ, không về sao được. Tuy nhiên sự nghiên cứu nội điển xin bệ hạ đừng phút nào quên. Bởi vậy trẫm với mọi người trong triều mới trở về kinh, miễn cưỡng mà lại lên ngôi báu. Dòng dã trong 10 năm trời, mỗi khi có cơ hội việc nước nhàn rỗi, trẫm lại tụ họp các bậc kỳ đức để học hỏi đạo thiền. Các kinh điển của các hệ thống giáo lý chính, không kinh nào là trẫm không nghiên cứu. Như vậy là Trần Thái Tông đã tự mình học Phật, tuy thỉnh thoảng có nhờ đến sự chỉ giáo của các bậc kỳ đức trong Phật học giới. Các bậc kỳ đức này là ai? Ngoài Trúc Lâm Quốc Sư nhiều năm mới xuống núi một lần, ta thấy có các thiền sư Tức Lự, Ứng Thuận và Đại Đăng, những người đang giảng dạy Phật giáo tại Kinh Đô Thăng Long. Ta thấy có thiền sư Thiên Phong người Trung Hoa, người mà vua Thái Tông đã mời tới cùng các bậc kỳ đức trong nước tại Viện Tả Nhai để cùng tham vấn thiền đạo. Tuy Đại Đăng là người được chính thức đắc pháp với Thiên Phong nhưng chính Thái Tông cũng đã được học nhiều của Thiên Phong. Thiên Phong là người thuộc thiền phái Lâm Tế. Thiền học của Trần Thái Tông sau này thấm nhuần rất sâu xa tính chất thiền học Lâm Tế, điều này cho ta thấy ảnh hưởng của Thiên Phong nơi Thái Tông. Thái Tông học Phật có thầy và có bạn, những vị như Trúc Lâm, Tức Lự là thuộc về bậc thầy, trong khi những vị như Đại Đăng, Ứng Thuận và Thiên Phong là thuộc về hàng bạn. Sách Trần Triều Thiền Tông bản hạnh viết. Hội thiện tri thức lại tham. Ích Minh Tông chỉ càng thâm lòng thiền. Sư trưởng là đại nhân duyên. Thiện hữu hộ giáo hộ quyền Nam Mô. Trong số đạo bản của vua Thái Tông, có một vị thiền sư Trung Hoa tên là Đức Thành từ Trung Hoa sang. Vị thiền sư này nghe nói đến thiền học của vua đã đến xin yết kiến. Sách Khóa Hư còn ghi lại một cuộc trao đổi giữa vua và Đức Thành tại chùa Chân Giáo. Đức Thành hỏi, Thế Tôn chưa rời khỏi cung đâu suất đã giáng sinh vương cung, chưa ra khỏi mẫu thai, đã hoàn tất sự nghiệp độ sinh. Như thế là nghĩa làm sao? Vua đáp, khúc sông nào còn nước thì khúc sông ấy có hình mặt trăng chiếu xuống, dặm hư không nào không bị mây che thì dặm hư không ấy lộ màu xanh ra trời, thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt. Vạn lý vô vân vạn lý thiên. Học hỏi, tu tập và sáng tác. Trong bài tựa kinh Kim Cương Tam Muội được in lại trong sách Khóa Hư, Trần Thái Tông có nói về sự học của mình như sau, trẫm lo việc chăn dân, mỗi lúc gian nan thường lăn lóc trong công việc, quên cả sớm chiều công việc thì có hàng vạn thứ mà thì giờ nhàn rỗi không có được bao lăm. Siêng công việc, tiếc ngày giờ, trẫm cố học hành thêm. Chữ nghĩa thì chưa biết được bao lăm cho nên ban đêm đến giờ khuya vẫn còn phải thức để đọc sách, học sách nho rồi còn học kinh Phật. Thái Tông đã học nho như một môn học chính trị và xã hội cần thiết cho sự trị dân, và học Phật như một đường hướng siêu thoát cho tâm linh và tình cảm. Là nhà chính trị vua có nhu yếu học nho, là người có chiều sâu tâm linh, vua có nhu yếu học Phật. Khuynh hướng dung hợp Phật nho của thời Tống Sơ do thiền phái vô môn đề xướng đã ảnh hưởng trực tiếp đến thái độ dung hợp tam giáo của vua. Tư tưởng Phật và Thánh Tức Khổng Tử phân công hợp tác trong các lĩnh vực xã hội và tâm linh mà Thái Tông đã diễn tả trong bài tựa sách Thiền Tông Chỉ Nam là kết quả của thái độ dung hợp ấy, mà cũng là kết quả của cái học uyên bác của vua về cả hai hệ thống tư tưởng. Vài ba năm sau khi Từ Yên Tử trở về, tức là vào khoảng 23 tuổi, Trần Thái Tông có lập viện Tả Nhai và rủ các vương hầu ra đó học tập đạo Phật với mình. Những vị ký đức mà vua thỉnh thoảng mời đến để tham vấn về thiền học chắc hẳn cũng đã được mời tới ở viện Tả Nhai này. Tác phẩm đầu tay của Thái Tông là cuốn Thiền Tông Chỉ Nam mà bài tựa còn được giữ lại trong sách Khóa Hư. Có thể một vài đoạn trong Thiền Tông Chỉ Nam cũng đã được trích in lại trong Khóa Hư, ta sẽ có dịp bàn về vấn đề này.
Sách Thiền Tông Trì Nam được viết lúc vua còn rất trẻ, khoảng từ 30 đến 35 tuổi, năm 1247 đến năm 1252. Trong bài tựa, vua viết, nghe lời quốc sư chấm cùng với triều thần về kinh đô, miễn cưỡng mà lên lại ngôi vua. Trong khoảng hơn 10 năm, mỗi khi có cơ hội nhàn rỗi, lại triệu tập các bậc kỳ đức để tham vấn đạo thiền. Các kinh điển của những hệ thống giáo lý lớn, không kinh nào mà không nghiên cứu. Chấm thường đọc kinh Kim Cương, một hôm đọc đến câu, ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, buông kinh xuống chiêm nghiệm, bỗng thoát nhiên tự ngộ. Bèn đem chỗ giác ngộ ấy viết thành những lời ca sau đây đặt tên là Thiền Tông Chỉ Nam. Cũng vào năm nay, quốc sư Trúc Lâm từ Yên Tử về kinh sư, chấm mời ở lại chùa Thắng Nghiêm để mở đầu việc khắc bản ấn hành các kinh điển. Chấm đã đem tác phẩm này đưa cho thầy xem. Thầy xem xong và khen tới 3 lần. Ngài nói, tâm của chư Phật ở cả trong này. Sao không khắc in ra để chỉ bày cho kẻ hậu học? Chấm nghe lời ấy, bèn bảo thợ viết thành chữ khải và truyền cho đem in, ý chấm không những chỉ để góp phần vào việc khai thị hậu thế mà còn muốn tiếp tục làm cho sự nghiệp của thánh nhân đời trước càng thêm rộng lớn. Do đó tự viết lời tựa này. Thái Tông ở cương vị 32 năm, sau đó vua nhường chỗ cho con là Trần Thánh Tông và làm Thái Thượng Hoàng, ngự ở cung Thiên Trường. Chắn hẳn là sau khi nhường ngôi, vua lại có thêm nhiều thời giờ hơn để học Phật. Vua mất năm 60 tuổi, nghĩa là làm Thái Thượng Hoàng 20 năm. Những tác phẩm viết trong thời gian này hẳn còn chín chắn hơn Thiền Tông Chỉ Nam mà hồi viết vua chỉ mới trên 30 tuổi. Sau đây ta hãy thử liệt kê những tác phẩm của vua. Thiền Tông Chỉ Nam, Kim Cương Tam Muội Kinh Chú Giải, Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi, Bình Đẳng Lễ Sám Văn, Khóa Hư Lục, Thi Tập. Thiền Tông Chỉ Nam tác phẩm này không còn, hoặc giả còn thì chỉ còn một phần, không nguyên vẹn. Bài tựa của tác phẩm còn được in lại trong sách Khóa Hư Lục. Theo bài tựa này, tác phẩm là những lời ca, bèn đem chỗ sở ngộ viết thành những bài ca sau đây, đặt tên là Thiền Tông Chỉ Nam. Vậy thì thể tài của Thiền Tông Chỉ Nam có thể giống như thể tài của Chứng Đạo Ca, trong hình thái thi ca hoặc ít nhất là trong văn biển ngẫu phối hợp với thi ca. Nội dung quyết phải là thiền, không thể là những bài như bài Giới Sát Sanh Văn trong sách Khóa Hư được. Tuy nhiên ta có thể đặt giả thuyết là trong sách Khóa Hư còn được giữ lại một ít đoạn văn của Thiền Tông Chỉ Nam. Ta sẽ trở lại vấn đề nội dung sách Thiền Tông Chỉ Nam sau khi phân tích Khóa Hư Lục. Kim Cương Tam Muội Kinh Chú Giải tác phẩm này cũng không còn. Chỉ có bài tựa còn được in lại trong sách Khóa Hư Lục. Trong bài tựa này, vua nói mỗi lần đọc đến kinh Kim Cương Tam Muội là trong lòng phát sinh trăm mối cảm hứng, do đó đã đem hết ruột gan để làm lời chú giải. Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi, đây là một nghi thức sám hối chia làm 6 phần, mỗi phần dành cho một thời gian trong ngày, mỗi ngày 6 thời. Toàn văn, kể cả bài tựa, còn được giữ lại nguyên vẹn trong sách Khóa Hư Lục. Bình Đẳng Lễ Sám Văn, đây cũng là một nghi thức sám hối, nhưng nghi thức này đã mất, duy bài tựa còn được giữ lại trong sách Khóa Hư Lục. Theo đề tài của tác phẩm và dựa trên bài tựa, ta biết rằng nghi thức này có chiều triết học thâm sâu hơn nghi thức Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi. Thái Tông Thi Tập tập thơ này cũng không còn, chỉ có một vài bài được giữ lại, như bài Tống Bắc Sứ Trương Hiển Khanh và bài Gửi Vị Tăng Già Đức Sơn ở Am Thanh Phong. Khóa Hư Lục, có hai người đã nghĩ rằng Khóa Hư Lục là của Trần Nhân Tông mà không phải của Trần Thái Tông, đó là Thiều Trửu, người dịch Khóa Hư Lục đăng trên báo Đốc Tuệ, và Trần Văn Giáp, tác giả lược truyện các tác giả Việt Nam. Trần Văn Giáp không viện chứng cớ, còn Thiều Trửu nói rằng chính vua Nhân Tông trốn lên Yên Tử, sử có chép, và chính Trần Hưng Đạo lên Yên Tử mời Nhân Tông về. Thực ra Nhân Tông hồi 16 tuổi cũng có từng trốn lên Yên Tử, bởi muốn nhường cho em địa vị Hoàng Thái Tử mà mình không ưa thích. Nhưng sự việc vua Thái Tông bỏ lên Yên Tử năm 1236 được ghi chép rõ ràng trong quốc sử, và người lên Yên Tử triệu vua về là Trần Thủ Độ, chú của Thái Tông thúc phụ Trần Công. Có lẽ Thiều Trửu nghĩ rằng chú của Trần Nhân Tông là Trần Hưng Đạo, thì thúc phụ Trần Công ở đây phải là Trần Hưng Đạo. Ông quên rằng Trần Thủ Độ cũng là chú của Thái Tông. Trong bài tựa sách Thiền Tông Chỉ Nam, cả Thái Tông và Trần Thủ Độ đều nhắc tới Thái Tổ, tức là Trần Thừa. Có lẽ Thiều Trửu nghĩ rằng Trần Thừa chưa bao giờ làm vua thì không thể được gọi là Thái Tổ. Thực ra, khi Thái Tông lên ngôi, Trần Thừa đã được tôn làm Thượng Hoàng. Dù sao đi nữa, việc Thái Tông bỏ lên Yên Tử và Trần Thủ Độ lên núi triệu về đã được chép rõ ràng trong các sách như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục Chính Biên và Việt Sử Tiêu Án. Chính trong bài tựa Thiền Tông Chỉ Nam,
Thái Tông viết là vua lên núi Yên Tử vào năm Bính Thân, tức là năm Thiên Ứng Chính Bình năm thứ năm. Cũng tức là năm 1236. Như vậy không còn có lý do gì nữa để ta nghĩ rằng đây là việc liên hệ tới Trần Nhân Tông. Khóa Hư Lục. Sau đây là nội dung của sách Khóa Hư Lục do Hội Phật Giáo Bắc Kỳ ấn hành tại Hà Nội năm 1943 dưới sự bảo trợ của Trường Viễn Đông Bắc Cổ. Quyển Thượng. Tứ Sơn. Phổ Thuyết Sắc Thân. Khuyến Phát Tâm Văn. Giới Sát Sinh Văn. Giới Thâu Đạo Văn. Giới Sắc Văn. Giới Vọng Ngữ Văn. Giới Tửu Văn. Giới Định Tuệ Luận. Thọ Giới Luận. Niệm Phật Luận. Tỏa Thiền Luận. Tuệ Giáo Giám Luận. Thiền Tông Chỉ Nam Tự. Kim Cương Tam Muội Kinh Tự. Lục Thờ Sám Hối Khoa Nghi. Tự Bình Đẳng Lễ Sám Văn Tự. Phổ Thuyết Hướng Thượng Nhất Lộ. Ngữ Lục Vấn Đáp Môn Hạ. Niệm Tụng Kệ. Quyển Hạ. Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi. Chữ khóa trong khóa hư có nghĩa là sự hành trì học tập. Chữ hư có nghĩa là với thái độ không cố chấp vào hình thức giáo điều. Nhu yếu của khóa là sự siêng năng thực tập thiền học không để cho thời gian luống qua. Nhu yếu của hư là thái độ phá chấp tự do không kẹt vào khái niệm và hình thức. Hai nhu yếu tổng hợp lại thành tinh thần thực tiễn và khai phóng của đạo Phật, thực hiện một cách tinh tiến đạo lý giác ngộ trong tinh thần phá chấp tự do và vô niệm. Điều này được thấy rõ trong đoạn văn sau đây trích từ bài Phổ Thuyết Sắc Thân. Nếu chưa đạt được tâm Phật và ý tổ thì trước hết hãy trì giới, niệm kinh. Đến khi đạt tới trình độ Phật cũng không mà tổ cũng không thì còn giới nào cần trì, kinh nào cần niệm. Lúc đó thì dù cư trú trong thế giới ảo sắc mà thật ra đã là cư trú trong thế giới chân sắc, ở trong phàm thân mà kỳ thực đã ở trong pháp thân. Trong ý hướng dẫn đạo sự tu hành thực tiễn ấy, Thái Tông thu góp một số bài vở mình đã viết liên hệ tới sự hướng dẫn thực hành và đặt cho chúng cái tên là Khóa Hư. Trước hết là hai bài Tứ Sơn và Phổ Thuyết Sắc Thân, nhằm mục đích diễn tả tính cách vô thường, khổ và vô ngã của thực tại để gợi ý tỉnh thức. Tiếp đó là bài Khuyến Phát Tâm Văn, đề nghị người đọc phát tâm quyết chí tu tập đạo giải thoát. Rồi đến năm bài văn về sự giữ gìn năm giới luật căn bản của Phật tử, không sát sinh, không thâu đạo, không tà dâm, không vọng ngữ và không say rượu. Đây là khởi điểm thực tế của sự hành đạo, không phải là lý thuyết suông. Tiếp đến là những bài nói về phương pháp tu thiền. Giới Định Tuệ Luận, trình tự thực hiện tuệ giác. Thọ Giới Luận, sự cần thiết của sự nhận giữ giới luật. Niệm Phật Luận, phương pháp giản dị nhất để khởi chính niệm và diệt trừ tam nghiệp tham sân si. Tỏa Thiền Luận, nguyên tắc ngồi thiền. Tuệ Giới Giám Luận, về liên hệ giữa định và tuệ. Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi, 6 nghi thức sám hối áp dụng 6 lần trong ngày nhằm mục đích thanh lọc tâm lý. Phổ Thuyết Hướng Thượng Nhất Lộ, lời gợi ý về một đề tài thiền định trong sách Bàn Sơn Tùy Ngữ, một con đường hướng thượng, ngàn thánh không truyền. Ngữ Lục Vấn Đáp Môn Hạ, những lời Thái Tông trao đổi với các môn đệ, do môn đệ ghi chép lại. Niêm Tụng Kệ, 43 công án thiền, do Thái Tông nêu cử, gợi ý và làm lời kệ tụng. Chính trong ba mục cuối vừa kể mà ta thấy được trình độ đạt thiền của Trần Thái Tông. Ngoài ra sách Khóa Hư Lục còn in lại những bài tựa của ba cuốn sách do Thái Tông viết, đó là bài tựa sách Thiền Tông Chỉ Nam, bài tựa sách Kim Cương Tam Muội Kinh Chú Giải và bài tựa sách Bình Đẳng Lễ Sám Văn. Những bài tựa này được in trong Khóa Hư chung với các tiểu luận về thiền. Điều này cũng dễ hiểu, bởi nội dung các bài này cũng liên hệ tới việc hành thiền. Trong bản in của Hội Phật Giáo Bắc Kỳ năm 1943, có một lời tiểu dẫn cho biết rằng trước kia có một ấn bản ở Chùa Đống Cao tỉnh Bắc Ninh, nhưng bản này không có các mục từ giới sát sinh văn đến niêm tụng kệ. Sau đó có một vị tăng ở Chùa Quất Tụ, huyện Yên Thế, đã theo bản in của Thiền Sư Thích Tuệ Hiền ở Chùa Hoa Yên, núi Yên Tử và tạo thành bản in năm Đinh Mão 1850, tự Đức Tam Niên trong đó có các bài từ giới sát sinh văn đến niêm tụng kệ. Các bản AB 268, A, 1531, A, 1426 và AB 367 của Thư viện Khoa học Xã hội ở Hà Nội đều chỉ có các mục Tứ Sơn, Phổ Thuyết Sắc Thân, Phổ Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn và Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi, nghĩa là tương tự như ấn bản Chùa Đống Cao mà bài tiểu dẫn nói trên miêu tả. Một điều đáng chú ý là trong các bản lưu tại Thư viện Khoa học Xã hội Hà Nội, có một bản chép tay chép lại một bản in năm 1631. Bản này có mang lời tựa của Thiền Sư Huệ Duyên Chùa Sùng Quang, huyện Giao Thủy, Phủ Thiên Trường viết ngày rằm tháng 11 năm Tân Mùi, niên hiệu Long Đức thứ 3 1631.
Sách này cũng mang theo lời dịch và giảng nghĩa bằng chữ Nôm của thiền sư Thận Trai, pháp hiệu là Huệ Tính, tự là Vô Giật, viết vào khoảng đầu thế kỷ thứ 17. Ta không biết bản in của thiền sư Thích Tuệ Hiền ở chùa Hoa Yên núi Yên Tử được thực hiện vào năm nào, chỉ biết bản in của Hội Phật giáo Bắc Kỳ năm 1943 đã căn cứ trên bản in của chùa Quất Tụ năm 1850, mà bản chùa Quất Tụ đã căn cứ trên bản chùa Hoa Yên. Xét về nội dung, ta thấy những bài như bài tự Kim Cương Tam Muội Kinh Chú Giải, bài tự Thiền Tông Chỉ Nam, Ngữ Lục Vấn Đáp Môn Hạ, Niêm Tụng Kệ, Phổ Thuyết Hướng Thượng Nhất Lộ đều có mang khí sắc Trần Thái Tông một cách rất rõ rệt. Những lời trao đổi giữa Thái Tông với các môn đệ, Ngữ Lục Vấn Đáp Môn Hạ cũng thấy có in trong sách Thánh Đăng Lục. Đọc kỹ toàn thể văn khóa hư lục, ta thấy rõ sách này chỉ là tuyển tập nhiều đoạn văn được sáng tác vào những thời gian khác nhau, chứ không phải là một tác phẩm được viết ra dưới một chủ đề duy nhất. Cái danh từ khóa hư dùng để làm đầu đề cho tuyển tập cũng gợi ý ấy. So sánh về nội dung, ta thấy tư tưởng của bài Tứ Sơn thật khác xa với tư tưởng Phổ Thuyết Hướng Thượng Nhất Lộ hay tư tưởng Bình Đẳng Lễ Sám Văn Tự. Tư tưởng bài Tứ Sơn cũng như tư tưởng trong bài tự Thiền Tông Chỉ Nam còn mang nhiều dấu vết tổng hợp tư tưởng Phật Nho, chú trọng nhiều về hình thái văn từ hơn nội dung thiền học. Tư tưởng Phổ Thuyết Hướng Thượng Nhất Lộ và Niêm Tụng Kệ chẳng hạn, chứng tỏ một kiến thức thâm sâu và thuần túy về thiền. Như là các bài này đã được viết 20 năm sau bài Tứ Sơn và Phổ Thuyết Sắc Thân hay Phổ Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn. Các bài Niệm Phật Luận, Tọa Thiền Luận và Tuệ Giáo Giám Luận với giọng văn đơn giản đi thẳng vào đề tài thực tế, chắc chắn cũng thuộc về một số những sáng tác đi sau Tứ Sơn. Về khoa nghi sám hối, chắc chắn Bình Đẳng Sám Hối khoa nghi, trong đó ý niệm sám hối được tạo dựng trên căn bản triết học pháp tính vô tính, chắc chắn cũng được sáng tác sau lục thời sám hối khoa nghi. Căn cứ trên những nhận xét ấy, ta có thể nói rằng những đề mục sau đây trong khóa hư lục đã được sáng tác trong buổi đầu, và có thể là đã được trích ra từ sách Thiền Tông Chỉ Nam. Tứ Sơn, bốn bài thơ nói về bốn ngọn núi tượng trưng cho sinh, lão, bệnh, tử và những lời tựa cho bốn bài thơ ấy. Các lời tựa này viết theo thể văn biển ngẫu, rất nhiều hình ảnh thi ca. Chú trọng đến tính cách vô thường, khổ và vô ngã của thực tại. Phổ Thuyết Sắc Thân nói về sinh mệnh con người cũng là văn biển ngẫu, có nhiều giá trị thi ca, và cũng nhấn mạnh đến tính cách vô thường và khổ đau của hiện hữu. Phổ Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn, cũng lối văn biển ngẫu, cũng nói về vô thường, vô ngã của thực tại và khuyên người phát tâm tu đạo. Các bài Phổ Thuyết Hướng Thượng Nhất Lộ và Niêm Tụng Kệ tuy cũng có nội dung hướng dẫn sự thực hành thiền học nhưng tư tưởng già dặn và thuần túy về thiền của chúng cho ta thấy chúng không thể nằm trong Thiền Tông Chỉ Nam chung với những bài như ba bài trên được. Ta cũng có thể nói rằng lục thời sám hối khoa nghi đã được sáng tác sau Thiền Tông Chỉ Nam không lâu, Thái Tông rất chú trọng về việc sám hối, đã sáng tác khoa nghi này để tự mình sử dụng và sau đó lưu hành cho người khác sử dụng. Việc Thái Tông bị ép cưới vợ đã có mang của anh ruột, theo tiêu chuẩn luân lý Khổng Mạnh đã được chính Thái Tông cho như là thương luân bại lý, cùng việc phải chấp nhận điều Trần Thủ Độ ép làm trong mục đích trừng trị, trinh phạt. Chắc đã góp phần trong ý hướng sám hối của vua. Thánh Đăng Lục. Nhân đây ta cũng nên nói về tác phẩm Thánh Đăng Lục, một tài liệu có liên hệ tới Trần Thái Tông. Ấn bản mà ta hiện có là ấn bản năm 1750 do một vị đệ tử của Hòa Thượng Chân Nguyên thực hiện năm 1750. Vị đệ tử này tên là Tính Lãng, theo bài tựa trùng ấn, ông nói rằng năm 1705 thầy của ông là Hòa Thượng Chân Nguyên Tức Tuệ Đăng đã có in một lần rồi, nay bản gỗ đã thất lạc, ông muốn thực hiện một bản in khác. Cũng theo bài tựa này, mà người viết là Tính Quảng ở chùa Thiền Phong núi Tử Sầm, thì bản của Hòa Thượng Chân Nguyên in lại theo bản của Thiền Sư Chân Nghiêm chùa Sùng Quang, xã Xuân Lan, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương, vốn đã được thực hiện 200 năm trước đó, tức là vào khoảng giữa thế kỷ thứ 16. Thánh Đăng Lục ghi chép về sự nghiệp tu học của năm ông vua đời Trần, Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông, Anh Tông và Minh Tông. Cùng với các sách Thiền Uyển Tập Anh, Tam Tổ Thực Lục, Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục, sách Thánh Đăng Lục cũng là một tài liệu được biên chép theo phương pháp và truyền thống thiền môn. Bốn tác phẩm này có rất nhiều sử liệu chính xác và giá trị có thể bổ túc những chỗ thiếu sót và sửa chữa những điểm sai lầm trong các bộ quốc sử và trong các tác phẩm văn học như Việt Âm Thi Tập và Toàn Việt Thi Lục. Sở dĩ các tác phẩm này được những giá trị đó cũng là nhờ chúng được bảo tồn trong các chùa, nhất là các chùa trên núi, như chùa Yên Tử, nơi binh hỏa tương đối đã tàn phá ít và cũng nhờ sự kiện ở thiền môn ít ai nghĩ tới việc sửa chữa tài liệu trong các bộ ngữ lục theo ý hướng chính trị của mình. Tam Tổ Thực Lục chẳng hạn, trong phần nói về Nhân Tông,
đã kể đến những công việc của Nhân Tông làm trong thời gian xuất gia và ghi rõ ngày, tháng, năm, với những chi tiết rất có ích cho việc kiểm điểm sử liệu. Trần Triều Thiền Tông bản hạnh. Hòa Thượng Chân Nguyên Tức Tuệ Đăng là người san định Thánh Đăng lục năm 1705, cũng là tác giả của Yên Tử Sơn Trúc Lâm Trần Triều Thiền Tông bản hạnh, mà chúng tôi đã từng nhắc đến bằng tên tắt Trần Triều Thiền Tông bản hạnh. Đây là một tác phẩm chữ nôm, trong đó tác giả nói nhiều về vua Trần Thái Tông và vua Trần Nhân Tông. Tác phẩm này chắc chắn là đã dùng nhiều tài liệu của Thánh Đăng lục. Tác phẩm có nói đến cuộc nói chuyện của vua Thái Tông với Tống Đức Thành và nhắc lại một số thiền ngữ của vua. Tất cả những chi tiết này chứng minh các mục ngữ lục vấn đáp môn hạ và niêm tụng kệ trong khóa hư lục chính là tác phẩm của Thái Tông. Ấn bản còn lại là ấn bản năm 1745 do một ni cô tên Diệu Thuần chùa Liên Hoa ở kinh thành Thăng Long thực hiện theo lời phú chúc của bổn sư cô là thiền sư Liễu Viên. Hiện giáo sư Hoàng Xuân Hãn có được bản in rất đẹp này, mà trong đó ta còn thấy một bài phú bằng chữ nôm cư Trần Lạc Đạo Phú, và một bài ca Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca của vua Trần Nhân Tông, và bài phú Vịnh Hoa Yên Tự của thiền sư Huyền Quang, tổ thứ ba phái Trúc Lâm, người truyền thừa thứ tám của truyền thống Yên Tử. Sách Trần Triều Thiền Tông bản hạnh được viết vào những năm cuối thế kỷ thứ 17. Nhu yếu tỉnh thức. Toàn bộ sáng tác của Thái Tông mang tính chất nhu yếu của một tâm hồn luôn luôn muốn tự đánh thức mình dậy trong cuộc đời, không để rơi vào tình trạng sống say chết mộng. Có người nói những hình ảnh sinh, lão, bệnh, tử, vô thường, vô ngã và bất tịnh mà Thái Tông đưa ra trong các tác phẩm Tứ Sơn, Phổ Thuyết Sắc Thân và Phổ Khuyến Phát Bồ Đề Tâm chứng tỏ ông có một thái độ bi quan, yếm thế đối với cuộc đời. Điều này không đúng, khi ta nhìn vào cuộc đời Thái Tông ta thấy vua không bi quan, yếm thế, trái lại vua rất tích cực trong việc dựng nước trị dân và nắm lấy chủ quyền hành động trong tay khi đã đến tuổi trưởng thành. Khi ta đọc những tác phẩm của vua, ta cũng thấy một niềm thao thức muốn thực hiện một cái gì có giá trị vĩnh cửu, đó là sự ngộ đạo. Vua không phải là một người tầm thường chỉ muốn hưởng thụ những lạc thú cuộc đời, những lạc thú có thể nằm trong tầm tay của một người như vua. Trái lại, vua muốn vươn tới, và tự nhủ đừng tự đánh mất mình trong những thế giới hình sắc, thanh âm, hương vị, và cảm xúc của hưởng thụ. Bốn bài kệ Tứ Sơn là một sự thức tỉnh thực sự về tính cách vô thường của một đời người. Tứ Sơn là bốn ngọn núi sinh, lão, bệnh và tử, tức là bốn cửa ải của đời người. Đánh mất một đời người trong lãng quên và trong thanh sắc để rốt cuộc không còn cơ hội tìm ra nguồn cội quê hương mình là một điều đáng tiếc. Vua viết trong bài kệ thứ nhất. Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng. Mắt theo hình sắc, mũi theo hương. Lênh đênh làm khách phong trần mãi. Ngày hết, quê xa vạn dặm đường. Một đời người qua xuông như thế thật là uổng phí. Hình ảnh mà Thái Tông dùng để diễn tả sự chấm dứt của một cuộc đời lãng phí là một hình ảnh kỳ tuyệt có giá trị đánh thức rất thần diệu. Đó là hình ảnh trăng khuya lặn trên một dòng sông yên tĩnh sau một trận bão tố khủng khiếp. Trong đó tác giả thấy một ngư ông say khướt để thuyền tự do vượt sóng qua sông. Một trận cuồng phong dậy đất bằng. Ngư ông say khướt thả thuyền ngang. Bốn phương mây kéo màu đen kịt. Một dải sông gieo sóng dậy tràn. Sầm sập tóe tung mưa xối xả. Ỉ âm truyền vận sấm hoang vang. Phút giây bụi cuốn chân trời tạnh. Canh vắng, dòng sông bóng nguyệt tàn. Hiện tại, trong cảnh đêm khuya trăng lặn bên dòng sông, hình ảnh ngư ông say khướt với chiếc thuyền trôi trong giông tố mà ta thấy trước đó mấy phút hình như đã là một ảo ảnh, tất cả sẽ tan biến, chỉ còn lại dòng sông và bóng nguyệt. Về cái chết, Thái Tông viết trong bài Phổ Thuyết Sắc Thân, khi xưa tóc mượt má hồng, ngày nay cho xanh xương trắng. Khi mưa lệ tưới mây ảm đạm, lúc gió sầu lay nguyệt mơ màng. Canh tàn thì quỷ khóc thần sầu, năm muộn thì trâu dày ngựa đạp. Đom đóm lập lòe trong cỏ biếc, côn trùng rền rỉ ngọn nương trơ. Bia đá một nửa phủ rêu xanh, tiêu mục đạp ngang thành lối tắt. Về tính cách bất tịnh và vô thường của thân người, Thái Tông viết trong Phổ Khuyến Phát Bồ Đề Tâm, công danh cái thế, chẳng qua một giấc mộng dài, phú quý kinh người, khó tránh, vô thường, hai chữ. Tranh nhân chấp ngã, rốt cuộc là không, khoe giỏi khoe hay rốt cùng chẳng thực. Tứ đại dã rời thôi già trẻ, núi khe mòn mỏi hết anh hùng. Tóc xanh chưa thấy mà màu bạc đã pha. Kẻ mừng mới đi mà người điếu đã tới. Một bao máu mủ, bao năm khổ luyến ân tình, bảy thước xương khô, mặc sức san tham tiền của. Thở ra không hẹn thở vào, ngày nay không tin ngày kế. Trôi nổi sông yêu giờ nào nghỉ, nấu ôm nhà trai biết bao thôi. Tinh thần thao thức cảnh giác này bàng bạc trong suốt nghi thức lục thì sám hối khoa nghi vốn là một phương tiện cảnh tỉnh tâm hồn,
không hơn không kém. Sự cảnh tỉnh này được thực hiện trong mọi mặt mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý, và vào mọi lúc trong ngày tang tảng sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi nhá nhem, buổi tối, buổi quá nửa đêm. Nhu yếu tinh chuyên, tự nhắc nhở về tính chất vô thường, bất tịnh và hư giả của cuộc đời không phải là để buồn nản buông xuôi mà là để dốc lòng tinh chuyên thực hiện sự đạt ngộ. Lục thì sám hối khoa nghi đã được vua chế ngự để thực hành sám hối một ngày 6 lần, có lẽ trong những ngày ít bận rộn việc triều chính và có lẽ ở chùa Phổ Minh hay chân giáo. Khoa nghi chia làm 6 phần, để thực hành 6 lần trong ngày. Mỗi lần lâu vào khoảng 20 phút, nghi thức gây tác động cảnh giác rất cao và rất tha thiết, sám hối ở đây không phải là xin tội với Phật mà là gạn lọc tỉnh thức tự tâm. Vào thế kỷ thứ 6, vua Lương Vũ Đế bên Tàu cũng có ngự chế một nghi thức sám hối tên là Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp, 10 cuốn, nhưng là để nhờ các vị tăng sám hối cho bà Hoàng hậu đã vì sân si mà nhảy xuống giếng chết để sau này trở thành một con độc long. Nghi thức này được gọi là Lương Hoàng Sám, người ta nói rằng sau khi các vị tăng sám hối xong thì Hoàng hậu được siêu thăng về và báo mộng cho vua hay. Trong trường hợp Thái Tông, vua không ngự chế sám pháp để xin tội cho ai khác. Chắc hẳn những hành động của Trần Thủ Độ như ép Lý Huệ Tông tự tử, giết Tôn Thất nhà Lý, giết hết binh sĩ theo Trần Liễu làm loạn sông cái, ép vua lấy chị dâu có mang, đã đè nặng trên tâm tư của Thái Tông, và những khổ đau này có dự phần vào động cơ sáng tác sám pháp. Nhưng các tội lỗi trên, Thái Tông không nghĩ là của riêng Trần Thủ Độ mà là tội lỗi của gia đình và dòng họ, là tội lỗi của chính mình. Tuy vậy, suốt 6 nghi thức sám hối ta thấy nhu cầu sám pháp thì ít mà nhu yếu thức tỉnh và tinh chuyên thì nhiều. Sám pháp ở đây được thực dụng như một phương tiện yểm trợ thiền định, gạn lọc nội tâm, tạo nên trạng thái thao thức của sự cảnh giác. Mỗi nghi thức bắt đầu bằng một bài kệ cảnh giác, rồi đến lễ dâng hương, một bài kệ dâng hương, một bài kệ dâng hoa, một bài trần bày có tác dụng cảnh sách, một lời sám hối, một bài kệ khuyến thỉnh, một bài kệ tùy hỷ, một bài kệ hồi hướng, một bài kệ phát nguyện, và cuối cùng là một bài vô thường. Văn cú rất diễm lệ, hình ảnh rất phong phú, tư tưởng rất sâu sắc. 6 nghi thức là 6 hòn bích ngọc. Lục thời sám hối khoa nghi của Trần Thái Tông là một sám pháp gọn gàng, thực tiễn và đẹp đẽ, so với nghi thức từ bi thủy sám đã không thể thua mà còn có thể đẹp đẽ hơn và thực dụng hơn. Không biết tại sao ở các thiền đường xứ ta sám pháp của vua Trần Thái Tông lại được ít người sử dụng trong khi các sám pháp Lương Hoàng, Dược Sư, Thủy Sám lại rất phổ thông. Ta hãy đọc một đoạn về nghi thức buổi sáng để thấy giá trị tư tưởng và văn chương của lục thời sám hối khoa nghi. Bài kệ cảnh sách giờ dần. Ánh dương vừa mới hé. Mặt đất tối dạng dần. Ý xôn xao trỗi dậy. Hình tranh nhau phân vân. Đừng ôm xác chết nữa. Ngừng đầu lên thiền chân. Siêng năng trong 6 niệm. Mới khế ngộ cơ thần. Lễ chúc hương buổi sớm. Phục dĩ, bóng thỏ về Tây. Vầng ô đã giảng, nơi chiếu phản, họp muôn dòng thanh tịnh, trên cõi không, lễ các bậc thánh hiền. Muốn gửi tin bằng gỗ chiên đàn, phải kính đốt sông loài hương báu. Hương này, trông từ rừng giới luật, tưới bằng nước thiền na, chặt trong vườn trí tuệ, đẽo bằng đao giải thoát. Hương không dùng dìu búa sức người mà hình thể tự nhiên nhiên tự kết. Đốt nén bảo hương chi kiến, kết thành đài mây quang minh. Lúc hương sông khắp trốn thơm tho, nơi khói tỏa đầy trời ngào ngạt. Nay nhân buổi sớm, đốt hương cúng dường. Bài kệ dâng hương. Ngào ngạt trầm hương rừng chính định. Chiên đàn vườn tuệ đã vun trồng. Giới đào đẽo gọt nên hình núi. Đốt tại lò tâm để hiến dâng. Bài kệ dâng hoa. Hoa nở sáng ngời trên đất tâm. Hoa tiên rải xuống chẳng thơm bằng. Hái dâng từng đoá lên chư Phật. Gió nghiệp muôn đời thổi chẳng dung. Tính cách cảnh giác và khích lệ hành động trong khoa nghi lục thời sám hối cũng thấy trong các bài tứ sơn, phổ thuyết sắc thân và phổ khuyến phát bồ đề tâm. Trong bài phổ thuyết sắc thân, Thái Tông nói đến cơ hội quý báu của người được mang thân người đầy đủ 6 căn, được sinh nơi có văn hóa, và khuyên nên tinh tiến hành đạo, nếu đã là con mắt sáng, kiếp nên phản tỉnh hồi quang, cất mình vượt khỏi hố sinh tử, giang tay sẽ toạc lưới ái ân, nam cũng vậy, nữ cũng vậy, đều có thể tu, trí cũng thế, ngu cũng thế. Đều là có dịp. Nếu chưa đạt được tâm Phật ý tổ, thì trước hãy nương vào phép trì giới niệm kinh. Kịp đến khi đạt được trình độ Phật cũng không mà tổ cũng không thì còn giới nào trì kinh nào niệm. Ở nơi ảo sắc mà cũng như ở nơi chân sắc, an trú trong phàm thân mà cũng là an trú trong pháp thân.
phá lục tặc làm nên lục thần thông, rong chơi trên biển bát khổ như trên biển tự tại. Trong bài Phổ Khuyến Phát Bồ Đề Tâm, vua viết, nếu có thể phản chiếu hồi quang thì ai ai cũng có thể kiến tính thành Phật. Hơn nữa thân người dễ mất, pháp Phật khó được tương phùng, nếu muốn siêu thoát dòng lục đạo thì chỉ có một đoạn nhất thừa là con đường tắt. Phải tìm chính kiến, đừng tin tà sư, ngộ xong thì mới thật bước vào, hành được thì mới hay thoát tục. Chân bước lên đất đai thực tại, đầu đội dưới không trời thái hư. Khi sử dụng thì vạn cảnh phô bày, khi buông thả thì mảy trần không vướng. Vượt đến chốn không liên quan sinh tử, ngộ đến cơ mà quỷ thần không lường. Hoặc phàm hoặc thánh đều vẫn đi một con đường, dù ghét dù thương đều thở chung một lỗ mũi. Vua Trần Thái Tông là một người có cảm xúc bén nhạy. Vua nhìn sự vật một cách sâu sắc, lời nói của Trúc Lâm Quốc Sư về bổn phận của người chịu trách nhiệm giữ dân in sâu vào tâm não vua như một lời phán quyết của định mệnh, vua chấp nhận và tuân phục, nhưng vua quyết không chịu đóng vai trò thụ động của thời thế, vua muốn sống cuộc sống của chính mình. Không ai tuyên truyền, nhồi sọ vua về đạo Phật, chính vua tự tìm học Phật theo lời khuyên nhủ của Quốc Sư Trúc Lâm. Ngồi báu, đối với vua, không còn là một đối tượng thèm khát, ước ao mà chỉ là một gánh nặng không thể gánh. Cho nên Thái Tông đã không ngồi trên ngôi để thưởng thức phú quý quyền hành, đắm chìm trong thanh sắc. Trái lại, vua luôn luôn tự thức tình mình, không muốn tự đánh mất mình trong cuộc sống vô tâm hưởng thụ. Khi quốc gia cần, vua cũng tự thân chiến đấu can đảm vào sinh ra tử, đi trước ba quân. Nhưng khi gà mới gáy sáng, vua đã giật mình trỗi dậy, không muốn chôn mình lâu trong giấc ngủ nơi giường êm nệm ấm. Vua đã thành đạt không những trong sự nghiệp nuôi dân, bảo vệ hòa bình, mà còn trong sự nghiệp đạo học và tu đạo nữa. Chính tinh thần cảnh giác và cầu tiến đã giúp vua thành đạt sự nghiệp. Tư tưởng thiền học, Thái Tông nói trong bài Tỏa Thiền Luận, người học đạo cốt mong kiến tính thấy được bản tính mình. Theo vua, tính là đối tượng của sự tu chứng đạo và là nền tảng của hiện hữu. Tính là tâm ta, cái tâm mà Trúc Lâm Quốc Sư nói là Phật, Phật không ở trong núi, Phật ở trong tâm người. Tâm tĩnh lặng mà phát sinh trí giác đó mới chính là Phật. Đó là bản tính cũng là chân tâm. Trong bài tựa sách Kim Cương Tam Muội Kinh chú giải, vua viết, bản tính huyền ngưng, chân tâm chạm tịch, dứt tuyệt ý niệm về tròn khuyết, nếu không phải do thánh trí thì không tìm được đến riềng mối của nó. Nó không hợp, không tan, không còn, không mất, mắt thấy tai nghe không thể tìm được vang bóng của nó, vì nó không phải hữu cũng không phải vô, không xuất thế cũng không nhập thế, nó ngang nhiên độc tồn, siêu việt, ngoài nó không có gì khác. Vì vậy nó được gọi là phát hiện trở lại tự tính siêu việt đó vốn đã bị che lấp bởi vọng niệm. Vừa viết tiếp, chỉ vì sự tập hợp huân nhiễm lâu đời của chúng sinh mà phát ra sóng gió chi kiến của thần thức, vì chúng sinh buông mình theo con đường ô chọc che lấp cho nên không biết đem ánh sáng tuệ giác để chiếu soi, khiến cho bốn phương thành xứ. Mơ hồ không biết rõ lối về, tu đạo tức là thực hiện sự trở về đó. Thái Tông nhiều lần đề cập đến sự chứng ngộ như một sự trở về quê hương sáu. Sám hối, tới giai đoạn này, cũng là một phương tiện trở về. Sám hối không còn là một ăn năn hối cải tội lỗi đã làm mà là một quyết định trở về. Bình đẳng sám hối của Trần Thái Tông được sáng tác trong chủ đích ấy. Ta hãy đọc trong bài tựa của vua viết, pháp tính như như, không vướng một mảy may niệm lự, chân nguyên lặng lặng, xưa nay vốn tuyệt dứt sự ô nhiễm của tư duy. Chỉ vì pháp tính và chân nguyên bị che lấp cho nên vọng duyên đã phát khởi và huyễn thể đã hình thành. Nghiệp thức vì vậy đã che đi cả vầng trí tuệ tròn sáng, gia tài ta tan nát chỉ vì sự hiền bày tham dục của sáu căn. Nếu ta chấp nhận được giáo pháp thanh tịnh thì có thể rửa sạch được mọi tư duy ô nhiễm mà phát tâm nhất chân bình đẳng. Tâm nhất chân bình đẳng đây là chân tâm, là Phật tính, là uyên nguyên của thực thể, đứng về phương diện này chúng sinh và Phật hoàn toàn bình đẳng bởi vì tất cả đều cùng chung tâm nhất chân ấy. Cũng vì vậy cho nên sám pháp gọi là bình đẳng sám hối văn. Nhưng sám hối đây là sám hối với ai? Lễ lạy đây là lễ lạy ai khi mà trên mặt thực tế ta với Phật hoàn toàn bình đẳng? Thái Tông viết, lạy là lạy cái thế vô tướng của Pháp thân. Lạy được như thế thì cái thể tự thọ dụng và tha thọ dụng yêu tham, đến được bến bờ kia thì mặt mũi xưa nay tự nhiên hiển lộ, bài tựa bình đẳng sám hối văn. Sự thực hiện kiến tính hay sự trở về này phải tuân theo trình tự tam học, tức giới, định và tuệ, đó là thiền. Giới là khởi điểm thực hiện, giới là uy nghi, định là bất loạn, tuệ là giác chi. Uy nghi ở đây là sự cảnh giác từng giờ từng phút về tư tưởng, lời nói và hành động để duy trì chính niệm hay sự tỉnh táo của tâm hồn. Thái Tông chú trọng đặc biệt đến điểm này. Về định và tuệ,
Vô viết, tuệ phát sinh từ định, nếu tâm định thì tuệ sinh, nếu tâm loạn thì tuệ diệt. Nên biết rằng không những tuệ phát sinh từ định mà định cũng phát sinh từ tuệ nữa, định và tuệ nương nhau mà không thể biệt lập với nhau. Nếu bảo tỏa thiền tâm chưa đắc định mà đã có thể phát sinh ra tuệ, điều ấy thật chưa có. Chúng sinh đều có sẵn tuệ tính nhưng nếu không tập tỏa thiền thì vẫn chưa có thể nói là mình có tuệ. Nếu không cần tỏa thiền mà có tuệ vậy tỏa thiền để làm gì? Tuệ giáo giám luận. Thoại đầu thiền. Thái Tông thao thức thực hiện tuệ giác để tìm ra được một cái gì không sinh không diệt trong dòng đời sinh diệt, bất tịnh, khổ đau, vô thường và vô ngã. Vua đã tham thủ thoại đầu bất hủ của thiền sư Lâm Tế về, con người thực không vị trí, vô vị chân nhân. Thoại đầu ấy như sau. Thiền sư một hôm khai thị đại chúng, này quý vị, trên đống thịt đỏ ao kia, có một con người thực không vị trí, hay ra vào trước mắt quý vị. Nếu quý vị không biết con người thực không có vị trí ấy, là ai thì chỉ cần hỏi lão tăng đây. Có một vị tăng bước tới hỏi, xin cho biết con người thực không có vị trí ấy là gì. Thiền sư liền đánh vị tăng ấy và nói, con người thực không vị trí là cái cứt khô gì đâu. Lâm Tế Lục. Thái Tông rất thao thức muốn tìm cho ra, con người thực này. Đó chính là tự tính là chân tâm, là thể kim cương bất hoại. Nhưng, con người thực, đó phải tìm ở đâu? Thiền sư Lâm Tế nói rằng nó, ở ngay trên đống thịt đỏ ao, ra vào trước mắt mọi người. Đống thịt đỏ ao đó, tức là xác thân con người mà Thái Tông đã cực tả trong những dòng hiện thực sau đây. Bộ xương khô cài hoa điểm ngọc, túi da hôi ướp xạ sông lan, cắt lụa là bọc thân máu mủ, sâu tràng hoa đeo túi phân cho. Trang điểm bề ngoài, bề trong uế trược, những mong sống kiếp của thông già, nào biết tứ chi như nhà dột. Hồn phách tạm về lối quỷ, thi hài còn để cõi người. Tóc lông răng móng chưa kịp tiêu, đơm dãi bọt hơi đà thấy ứa. Giữa nát thì cháy lỏng máu mủ, tanh hôi thì rình đất rình trời. Đen đúa mắt chẳng dám nhìn, xanh lè thật đáng sợ. Bất luận nghèo giàu, tất cả đều chết, để ở trong nhà, rồi bu bọ nguậy, vứt ra ngoài đường thì quả rỉa chó ăn. Người đời thì bịt mũi mà qua, con hiếu phải lấy nong mà đẩy. Thu thập thịt xương, chôn hài cốt, quan tài phó sao trời đốm ruộng, mồ mả chôn muôn dặm hoang sơn. Ngày xưa tóc mượt má hồng, ngày nay cho xanh xương trắng. Xác thân ấy, thể xác ấy không phải là con người chân thực của ta. Vậy con người chân thực kia, con người không có vị trí kia, nó nằm ở đâu? Làm sao khám phá? Thái Tông đặt ra câu hỏi ấy, đã tham thiền thủ ý ấy. Sau đây là bài kệ ngộ đạo của vua. Vô vị chân nhân thịt đỏ ao. Hồng hồng trắng trắng khéo lừa nhau. Ai hay mây cuốn trời quang tạnh. Hiện rõ bên trời dáng núi cao. Bài kệ cho phép ta thấy rằng Thái Tông đã vén được màn mây dày đặc, và đã thấy một dáng núi hùng vĩ hiện ở chân trời. Vua đã đưa bài kệ ấy ra và mời kẻ khác cùng tham thủ về đề tài con người thực không vị trí. Đề tài thứ hai mà Thái Tông đã tham khảo là đề tài bốn núi, sinh, lão, bệnh, tử tượng trưng cho bốn mùa xuân, hạ, thu, đông của một kiếp người. Đề tài này là một công án có tác dụng đánh thức và thúc hối mãnh liệt. Về đề tài mà vua đã trình bày trong tác phẩm Tứ Sơn với lời văn diễm lệ mà tràn đầy tính chất hiện thực, vua đã để lại bài kệ chứng đạo sau đây như kết quả công trình tham thủ của vua. Bao quanh bốn núi vạn cây rừng. Tỉnh giấc ai ngờ muôn pháp không? May thay đã có lửa ba cẳng. Vượt thẳng đường lên đỉnh tột cùng. Con lửa ba cẳng ở đây là gì? Phải chăng là con chim đại bàng giới, định, tuệ mà trí óc của con người không thể nào đạt được bằng đường lối khái niệm và tư duy? Con lửa ba cẳng ấy phải chăng chỉ có một mình vua Thái Tông cưỡi được? Thiền ngữ thứ ba Thái Tông đã bỏ nhiều công phu tham khảo là thiền ngữ, một con đường đi lên duy nhất, hướng thượng nhất lộ. Sách Phật thường nói đi từ ngọn về gốc là hướng thượng. Đi từ gốc ra ngọn là hướng hạ. Sách Thích Ma Ha diễn luận nói, về phương tiện hiện tượng sinh diệt có hai phương pháp hành đạo, phương pháp hướng thượng và phương pháp hướng hạ. Hai phương pháp ấy quyết trạch được vấn đề sinh tử. Trong sách Bích Nham Lục, bài tựa của Phổ Chiếu có câu, ông thầy tu áo vá hướng thượng và nắm lấy cánh tay. Chủng điện giải thích, hướng thượng, tức là cái mà trong số ngàn vị thánh không vị nào chịu truyền lại. Lời giải thích của chủng điện trong Bích Nham tập có dẫn lời của Bàn Sơn như sau, một con đường hướng thượng duy nhất, ngàn thánh không truyền, kẻ học giả lao nhọc thân hình như con vượn bắt bóng. Thái Tông chắc chắn đã để nhiều công phu vào đề tài này. Sau đây là đoạn văn vua viết về sự chứng ngộ của vua trong mục đích mời các bạn và môn đệ cùng chiêm nghiệm.
ta hãy đọc để thấy được chút nào sở đắc thiền học của ông vua kỳ lạ ấy. Bàn Sơn có lời tùy ngữ sau đây, một con đường hướng thượng, ngàn thánh không truyền, học giả vì vậy mà khổ công nhọc mình như con vượn tìm bắt bóng hình của nó, hướng thượng nhất lộ, thiên thánh bất truyền, học nhân lao hình, như hầu chóc ảnh. Quý vị học giả bốn phương hãy hướng về đầu nẻo ấy mà tham thủ lấy thiền ý kia xem sao. Tôi xin hỏi, các vị làm sao mà, tham thủ, được thiền ý ấy? Nếu có trụ tâm tham thủ và đối tượng tham thủ thì cũng như anh chàng gàn điên kia, trên đầu lại muốn thêm có một cái đầu, sau lưng lại có muốn thêm một cái đuôi, trong mắt lại muốn có thêm con ngươi, trên da thịt lại có thêm nhiều cục bướu. Đề tài ấy, nói tới thì môi miệng cứng câm, nhìn tới thì đồng tử rơi rụng. Ông già mắt vàng liếc mắt làm ngơ, hồ tăng mắt xanh dương mi đứng ngó, mã tổ vứt phất trần, thủ sơn giấu cào tre, triệu châu xé áo gai, vân môn bỏ bánh hồ, đức sơn liệng gậy, lâm tế nuốt tiếng hét, phật phật tổ tổ đều tiềm ẩn tung tích, người người ai nấy đều táng đờm kinh hồn. Đó là một vật rùi sắt đâm vào không được, kim đồng xuyên qua không thủng, ánh sáng nháng ra từ đá lửa mau thế mà không đuổi kịp nó, làn chớp trên trời so với nó cũng còn chậm gì. Chưa thấy được nó thì dù tỉnh ngộ cũng còn trong làng trầm túy, dù mê man cũng còn dẫm trên đường sinh tử, dù đã được phú trúc trên hội linh sơn thì cũng vẫn còn ở trong chốn lậu đậu như thường, dù được thiếu thất truyền cho thì cũng như còn là trong hang dây quấn. Phải có cơ dương tinh nhuệ mau như chớp giật, một tiếng hét cũng khế hợp được căn cơ, phải có ngôn tài thao thao như dòng sông, hễ thoại đầu đưa ra là giải quyết ngay được. Tham khảo đi tham khảo lại, lâu ngày dài tháng. Nếu không dám đi trên con đường đèo trơn trượt thì làm sao thoát được thân phận trong hang sâu núi thẳm. Này quý vị, hễ đã tới đây thì chớ bỏ qua dịp quý mà không tham cứu. Nhiều kẻ học giả đưa mắt nhìn sườn núi treo leo, nghĩ rằng khó mà bước tới. Hôm nay vì quý vị tôi không khỏi đánh liều tay giờ dâu cọp, chân đi đầu xào chót vót. Khi nói, phải biết rằng như gió thổi tùng reo, khi im phải biết rằng như hồ trong trăng chiếu, khi đi, phải biết rằng như nước chảy mây trôi. Khi đứng, phải biết rằng như núi yên non vững. Lời nào nói ra cũng đều nằm trong kế hoạch linh hoạt của Thích Ca, câu nào cất lên cũng đều phù hợp với gia phong sơ tổ. Buông đi thì tám chữ mở toang, nắm lại thì nhất môn tuyệt đỉnh, hạng ma quỷ sẽ trở thành lâu đài Di Lặc, núi Hắc Sơn sẽ chẳng khác cảnh giới Phổ Hiền, đâu đâu cũng là đại quang minh tạng, căn cơ nào cũng là bất nhị pháp môn. Ngại gì ánh sáng đến khi bóng tối đi, quản chi lúc mây che thì trăng hết tỏ. Ngọc Minh Châu nằm lòng bàn tay, xanh thì chiếu xanh, vàng thì chiếu ánh sắc vàng, gương cổ dựng trên đài, hồ thì hiện hồ, hán thì hiện hán. Đâu cần nhìn đến huyễn thể, vì đâu đâu cũng là pháp thân, khỏi nhọc đỉnh đầu phóng quang, vốn sẵn đã có trong sáu thần thông diệu dụng. Cung điện ma vương đảo lộn, tâm căn ngoại đạo lật bầy, biến trái đất làm vàng ròng cho quốc gia, đãi nhân thiên lấy sông dài làm sữa ngọt, chuyển pháp luân thường trực trong lỗ mũi, hóa bảo tháp hiện thực dưới lông mi. Trên sóng nước, thiếu nữ bằng đá múa khúc bà sa, trong mây bạc, người gỗ nhạc công thổi sáo ca bài ca lưu khách. Khi gặp vũ trường liền diễn xuất, lúc thấy chỗ tốt thì nghỉ ngơi, hoặc đưa tay tìm dắt, hoặc quay về sơn giã, khi biếng nhác thì theo chân đám mây ngủ, trên tảng đá, lúc hứng chí thì vịnh nguyệt triều phong, yêu du nơi tiểu tứ trà phương, tiếu ngạo là đường hoa liễu bá. Hoa vàng rỡ rỡ, không đâu là tâm bát nhã, chè tím xanh xanh, không đâu là không lý chân như. Nhổ cỏ dại hiện bản lai diện mục, con đường mòn cắt đứt nẻo tử sinh. Hồi đầu cưỡi ngựa sắt mà về, sỏ mũi trâu bùn đi bước một. Không lấy một pháp trong vạn pháp làm bạn thì đâu còn sở đắc nào. Phật cũng không, tâm cũng không, chân cũng đúng mà giả cũng đúng. Ngoài cửa tam yếu dù hét, nhị, cũng là tam. Đầu đường thập tự có hô, cửu, vẫn là, thập, lấy sáo không lỗ tấu khúc vô sinh. Dùng đàn không dây gảy bài khoái hoạt. Ai ai mà không phải tri âm, đâu đâu lại chẳng là bè bạn. Một con đường hướng thượng ấy, làm sao ta hiểu được? Hãy nghe kỹ, ai nghe lọt được thiền ngữ ấy thì tai sẽ bị ba ngày điếc đặc. Nếu chẳng nghe lọt, há lại bỏ đi hay sao? Bởi vì nơi nào cũng có những cây dương xanh có thể buộc ngựa, nhà nào cũng có con đường dẫn về kinh đô. Đường về dưới nguyệt ít ai đến, một ánh trăng khuya lạnh khắp miền. Ảnh hưởng thiền phái lâm tế. Thoại đầu, vô vị chân nhân, mà Trần Thái Tông tham khảo là một thoại đầu nổi tiếng của phái lâm tế. Những ý niệm như tam huyền, tam yếu, mà vua thường nói cũng xuất phát từ tư tưởng lâm tế. Chắc hẳn ngoài sự nghiên tầm điển tích và đọc các bộ lục như lâm tế lục và các đằng tập,
vua đã có học hỏi ít nhiều về thiền học Lâm Tế ở thiền sư Thiên Phong vốn từ Trung Hoa sang. Thiền sư Lâm Tế hiệu là Nghĩa Huyền, người tỉnh Hà Nam, hồi trẻ tham học với thiền sư Hoàng Bích, và được Hoàng Bích truyền tâm pháp. Tư tưởng thiền của Lâm Tế cũng giống như tư tưởng Hoàng Bích, nhấn mạnh đến nguyên lý chúng sinh với Phật không khác. Nhưng Lâm Tế có nhiều biện pháp giáo hóa rất đặc biệt, hồi thiền sư về Trấn Châu Tiểu Viện hành đạo, sau này đổi là Lâm Tế Thiền Viện, ông sướng xuất các biện pháp tam cú, tam huyền, tam yếu, tứ chiếu dụng và tứ tân chủ. Đặc biệt nhất là sự thi hành phép bổng yết gậy đánh và tiếng hét. Gậy và tiếng hét là những phương tiện đánh thức giác ngộ. Lâm Tế có một nhân cách thật ngang tàng có thể sánh với Bồ Đề Đạt Ma, Lâm Tế lục sôi bỏng một sức sống rào rạt hùng liệt, không phải như bích nham tập của Tuyết Đậu và Viên Ngộ, tuy diễm tuyệt nhưng đằm thắm. 43 bài tụng cổ. Trong những năm Thánh Tông đã nắm hoàn toàn việc trị nước trong tay thì Trần Thái Tông để hết thì giờ vào công phu thiền tập. Vua đã hướng dẫn nhiều người trong việc thực hành thiền đạo, kể cả nhiều vị tăng sĩ. Mục ngữ lục vấn đáp môn hạ trong sách Khóa Hư có ghi lại một câu thiền ngữ của vua trả lời các câu hỏi của Đức Thành, một vị du tăng nhà Tống, và những vị tăng khác. Ví dụ một vị tăng hỏi, chưa thoát ly chưa xuất thế thì còn mong được chỉ dẫn, nhưng đã thoát ly đã xuất thế rồi thì sao? Vua đáp, mây sinh đỉnh nhạc toàn màu trắng, nước đến tiêu tương một sắc xanh. Một vị tăng khác hỏi, cổ kim không có nhiều đường khác nhau, kẻ đạt ngộ đều đi chung một lối mà về. Nhưng bệ hạ có nghĩ rằng tìm ra được đạo chỉ có một mình Đức Thế Tôn mà thôi không? Vua đáp, mưa xuân tuy không phân biệt cao thấp, nhưng cảnh xuân có cảnh thấp cảnh cao. Để giúp các thiền lữ quen biết trong việc tham thủ các công án, vua Thái Tông đã trích cử một số thoại đầu, đề án, làm lời niêm, nhận xét, và kệ tụng kệ hướng dẫn. Khóa Hư Lục còn ghi lại 43 công án được Trần Thái Tông chọn lựa, cho lời nhận xét và bài kệ hướng dẫn. Niêm tụng kệ là tác phẩm được sáng tác vào những năm hành đạo lớn tuổi nhất của vua, lúc ấy đã gần 60. Ta hãy đọc thử 3 trong số 43 công án trong niêm tụng kệ, các công án thứ 15, 16 và 17. Công án thứ 15. Cử, Nam Tuyền nói, tâm không phải Phật, chí không phải đạo. Niêm, hô hấp tất cả lý lẽ huyền vi, trên đường về bước dưới ánh trăng. Tụng, vạn tiếng âm thầm tinh tú chuyển. Thái hư trầm lặng không vết gì. Nương gậy lên lầu trông bốn phía. Tịch tịch liêu liêu nào ngại chi. Công án thứ 16. Cử, Lâm Tế sau khi xuất thế chỉ dùng có phép bổng yết, gậy và hét để khai thị đồ chúng. Hễ thấy một vị tăng vào cửa là hét. Niêm, giữa trưa mồng 1 tháng 5, bao nhiêu độc địa trong lưỡi miệng đều tan biến. Tụng, vừa tới cửa ngoài nghe tiếng hét. Tỉnh giấc hôn trầm lũ cháu con. Một tiếng sấm xuân vừa chấn động. Khắp nơi cây cối nảy mầm non. Công án thứ 17. Cử, Nam Tuyền nói, tâm hàng ngày là đạo. Niêm, lạnh thì nói lạnh, nóng thì nói nóng. Tụng, ngọc trắng nguyên lai không dấu vết. Cứ gì mài rũa mới thành sinh. Quê cũ không đo lường lối ấy. Núi dốc buông tay phó mạng mình. Lối làm kệ tụng cho các cổ tác hay thoại đầu này, xưa đã được thiền sư Tuyết Đậu thực hiện. Tuyết Đậu là một thi sĩ có tài năng. Ảnh hưởng Tuyết Đậu đã được đưa xuống từ truyền thống Thảo Đường qua các truyền thống Vô Môn Thông và Yên Tử, hay đã đến trực tiếp bằng tác phẩm Bích Nham Lục và Tuyết Đậu Ngữ Lục. Có lẽ bằng cả hai đường, ta chỉ biết Thái Tông có một tâm hồn giàu chất nghệ sĩ. Một ngày nọ sau công việc triều chính bề bộn, vua tìm lên thiền am Thanh Phong của thiền sư Đức Sơn, và ở lại suốt đêm ở đây. Ngủ thì uổng quá, trong khi ngoài sân ánh trăng rạng rỡ, cây cỏ còn thức, rì rào trong gió nhẹ. Cả thiền sư cả vua đều đứng chơi trước sân chùa cho tới khuya. Sau đây là bài thơ vua làm khuya hôm ấy. Gió thổi sơn tùng nguyệt chiếu hiên. Nhiệm màu tâm cảnh đượm hương thiền. Thú vui tĩnh mặc nào ai biết. Cùng với thiền tăng thức trắng đêm. Tủ sách áo lam xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đừng quên ủng hộ chúng con bằng cách bấm like và chia sẻ video này đến với mọi người nhé. Hẹn gặp lại quý vị vào chương sau.